Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn làm cách nào để reset cái maintenance light của cái xe Hyundai 2021 gọi là Kona. Ok, bây giờ mình trên cái key off thì mình trên cái key on lên là anytime là nó message cái maintenance light. Yeah. Quý anh chị nhìn cho thấy nó message lên cái maintenance light đó, service required. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị mình sử dụng ngay cho cái này, cái steering wheel này. Bên đây. Ok. Bây giờ mình bấm vô này là cái menu nè. Ok. Xong mình move nó. Mình vô move đó, mình vô thấy cái driver system nào, mình move up and down. Ok, mình move vô tới cái service interval. Xong mình bấm ok. Ok là mình nghỉ cái nút này luôn. No, không phải. Ok, service interval. Xong mình bấm đè xuống. Bấm đè nó xuống thôi. Yes. Ok, xong mình bấm yes. That's it. Enable interval. That's it. I think so. We mark it down. Ok, oh reset, go to reset. Ok. Mình vô tới reset, mình bấm nút ok nữa. Cái nó hỏi mình yes or no. Mình sẽ yes. Ok. That's it. Hold nó. Hold it. Let's see. Why it takes so long? Ok. Là 6.000 rồi cả. Hồi nãy nó có 1.000 mấy thôi, 182 đây là đúng rồi nè. Cho quý anh chị coi kỹ là. Thấy không? Ok, cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp quý anh chị và các bạn lại cái next video.